Y123 xin chào các em. Hôm nay Y123 cung cấp tới các em về máy biến thế, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến thế. Và các em quan sát nhé. Mời các em quan sát đây. Máy biến thế gồm hai bộ phận chính, một là cuộn dây thứ nhất bên trái gọi là cuộn dây sơ cấp. Cuộn dây thứ hai là cuộn dây bên phải, gọi là cuộn dây thứ cấp. Cuộn dây thứ nhất thì đấu với một nguồn điện. Cuộn dây thứ hai thì đấu với một bóng đèn. Để kiểm tra xem có dòng điện hay không nào. Mời các em quan sát nhé. Nếu bây giờ Y123 đấu với cuộn dây thứ nhất với một nguồn điện DC, tức là nguồn điện một chiều, em quan sát thấy cuộn dây sơ cấp đây đang có dòng điện chạy qua đây, thì khi đó cái cuộn dây thứ nhất này sẽ trở thành một nam châm điện và xuất hiện từ trường của nó. Cuộn dây thứ nhất trở thành một nam châm điện và xuất hiện từ trường này. Cả đây là các đường sức từ đây. Em quan sát xem trong cuộn dây thứ hai có dòng điện không. Chúng ta thấy nhá, các electron tự do trong cuộn dây thứ hai cứ đứng yên như này này. Hay nói khác đi là trong cuộn dây thứ hai không có dòng điện. Nếu chúng ta rút ra một kết luận này, nếu đổ vào hai đầu cuộn dây thứ nhất một nguồn điện một chiều, thì ở cuộn dây thứ hai không có dòng điện, không có dòng điện. Tại sao như vậy? Mặc dù là có từ trường nhưng sao lại không có dòng điện? Em thấy là vì ở đây là dòng một chiều, cho nên là số đường sức từ xuyên qua tiết diện của dây này là không thay đổi. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của dây không thay đổi. Chính vậy, vì vậy mà không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thứ hai. Đây chính là điều kiện của dòng điện cảm ứng. Nếu bây giờ Y123 thay thế nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều, mời các em quan sát đây. Đây, đây là nguồn điện xoay chiều. Nếu đấu vào cuộn dây sơ cấp một nguồn điện xoay chiều, một nguồn điện xoay chiều. Các em thấy là ở cuộn dây sơ cấp thì dòng điện đảo chiều liên tục, đảo chiều liên tục vì là dòng điện xoay chiều. Chính vì thế mà chiều của đường sức từ ở cuộn dây sơ cấp lúc này sẽ trở thành một nam châm điện, và chiều của đường sức từ ở cuộn dây sơ cấp cũng đảo chiều liên tục, đảo chiều liên tục. Chính vì vậy mà số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây thứ hai tăng giảm liên tục, tăng giảm liên tục, làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thứ hai và dẫn đến đèn sáng. Đây em thấy đèn sáng, tức là có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thứ hai, có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thứ hai. Tại sao số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây thứ hai tăng giảm liên tục? Nên giống như hiện tượng chúng ta đóng ngắt mạch điện của cuộn dây một chiều liên tục, tức là từ số đường sức từ không mà đảo tăng lên liên tục và giảm lên liên tục. Như vậy Y123 đã giúp các em tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến thế. Thì các em lưu ý là gồm hai cuộn dây thứ nhất bên trái gọi là cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ hai là cuộn dây bên phải là cuộn dây thứ cấp. Nếu đấu vào nguồn điện một chiều, cuộn dây sơ cấp vào nguồn điện một chiều, thì các em lưu ý là máy biến thế không hoạt động được và cuộn dây thai không có dòng điện. Nhưng nếu đấu vào nguồn điện xoay chiều, các em nhìn thấy đây, thì ta thấy ở cuộn dây thứ hai xuất hiện dòng điện cảm ứng. Như vậy, một lần nữa Imra xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.